Chào bạn, hôm nay mình tiếp tục đi vào nội dung về so sánh hai loài cá sông Trường Sa với lại các loại khác. Thứ nhất là về cái tính đa dạng của loài cá. Để đánh giá cái tính đa dạng của loài cá sông Trường Sa thì tiến hành so sánh các loài cá sông Trường Sa có hệ cá các của sông Việt Nam bao gồm bảng 3.8 thì số lượng giống loài cá của các khu vực cá của sông Việt Nam. Đây như là hoa sen bao gồm những đơn vị phân loại và tỷ lệ đây. Gồm các họ như là họ sông Trường Giang, hệ thống sông Lục Lệ, hệ thống sông Thu Bồn Kiểu Giang, hệ thống sông Bù Lu, sông Hội An, đầm Hội Loan, sông Ba. Về bậc họ thì số lượng cá trong cái thành phần là sông Trường Giang thì là tương đối phong phú và có 30 họ chiếm 40 cá phần cá bên trong số lượng họ cá các cửa sông cả nước cũng chung nhau phần xem chính tư số họ cái đó thành phần loài cá sông Trường Giang thấp hơn thì có sông Nhật Lệ 63 họ chiếm 57,27% hệ thống sông Thao 58 họ chiếm 52,73%, sông Ba và đầm Bù Loan 55 họ chiếm 50%. Tổng họ sông Trường Giang phong phú hơn hai khu vực cá khác là hệ thống sông Bù Lu 51 họ chiếm 65,6%, hệ thống ống sông Thu Bồn Kiểu Giang 48 họ chiếm 43,6%. Về bậc giống của các loài cá sông Trường Giang thì tương đối phong phú với 87 giống chiếm 33,21% so với số lượng cá cận sông cả nước cũng và số lượng cá giống cá sông Trường Giang thấp hơn lượng giống cá hệ thống sông Nhật Lệ 132 giống chiếm 38% hệ thống sông Thu Bồn Kiểu Giang 108 giống chiếm 6,18% sông Ba sông Ba một giống chiếm tỷ lệ 2,3%, sông Bù Lu 103 giống chiếm tỷ lệ 3,31%, sông Hội An 99 giống chiếm tỷ lệ 3,19%, sông Bù Loan 88 giống chiếm tỷ lệ 33,59%. Về tộc loài sông Trường Giang có 118 loài cá chiếm tỷ lệ 20,81% so với số lượng loài cá sông nước số lượng loài cá sông Trường Giang thấp hơn số lượng loài cá của tổng thể hợp lệ với 216 loài chiếm tỷ lệ 37,18%. Hệ thống sông Thu Bồn Kiểu Giang 109 loài chiếm tỷ lệ 33,9%, sông Ba 188 loài chiếm tỷ lệ 3,33%, hệ thống sông Bù Lu và chỉ để hạn chế đó là mức độ hệ thống sông Hội An một trong những mức quà sản phẩm hệ là 24,2%, hệ thống đội đồng bộ lông là 154 chỉ để đạt 26%. Thank you.
hệ tự phần ngoài cá sông Trường Giang với một số khu vực cá ở Việt Nam để tìm quan hệ tự phần ngoài cá sông Trường Giang và các khu vực cá khác ở Việt Nam để theo so sánh các thành phần ngoài cá sông Trường Giang với một số khu khác. Và kết quả thể hiện ở khoảng 3.9 có những thành phần ngoài cá sông Trường Giang một số khu khác.
Và thì qua cái so sánh thành phần của cái sông Trường Giang với Huế, cái hệ thống sông Hội An có 69 nói chung, số dân cũng là 0,53. So sánh có 99, có 69 nói chung, thì số dân cũng là 0,4. Và so sánh với so sánh với đồng mô loan của 36 loài chung thì chúng ta vẫn chi so sánh với hệ thống sông Long Đại của 50 loài chung thì số lượng mũi là 0,46, và so sánh với sông Ba của 51 loài chung thì số lượng mũi là 0,34. Về thành phần loài cá của sông Trường Giang có một loại hệ thống cũng là thành phần loài cá thống sông Hội An và hệ thống sông Thu Bồn Mũi Ra, nhưng là các cái sông có hệ thống, các cái sông và hệ thống sông này có một cái mối quan hệ rất là gần gũi về mặt địa lý, như là hệ thống sông Hội An và sông Thu Bồn. Thời gian tác động rất lớn đến dòng chảy sông Trường Giang, từ đó hình thành sự liên thông pha giữa các loài cá ở các chủ vực này. Đồng thời thành phần của loài cá sông Trường Giang có sự biến động cao với hệ thống sông Bù Đô và hệ thống sông Long Đại. Điều này cho thấy thành phần loài cá sông Trường Giang có liên hệ với khu hệ cá của các cái chủ vực ven biển các miền Trung, và so sánh với khu hệ cá ở Bố Loan và sông Ba, khu hệ cá phía Nam miền Trung hệ số dân cũ với các khu hệ này thấp. Điều này cho thấy sông Trường Giang có mối liên hệ ít với các cái khu hệ phía Nam miền Trung.
Nội dung tiếp theo là về cái tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trên Trường Giang, về cái nuôi trồng thủy sản với các xã nằm bên trên Trường Giang có mực nước để nuôi trồng thủy sản và tập trung chủ yếu vào các loại hải sản tôm, cua, cá này gần đây do diện tích mực nước nuôi trồng thủy sản ngày càng được mở rộng và việc xúc tiến các kỹ thuật và nuôi trồng nên sản lượng thì có lên và chất lượng nhuận từ những nuôi trồng thủy sản cũng phần quan trọng để việc phát triển kinh tế xã hội địa phương nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân trong vùng. Và theo số liệu thống kê đến nay giá sông Trường Giang có khoảng 1.112 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó chủ yếu là nuôi tôm nước lợ. Tuy nhiên ngành nuôi trồng thủy sản tại các địa phương ven sông Trường Giang hiện nay vẫn còn khai thác chưa hợp lý cái tiềm năng của lợi thế của mình và công tác quy hoạch hành động phát triển của tỉnh hiện thì vẫn chưa cụ thể, chủ yếu cũng phát triển tự phát ở khu vực gia đình và do vậy cái việc lấn chiếm đất nước ở nông sông thời gian để nuôi nuôi trồng thủy sản gây ách tắc nguồn thu nhập thủy hầu hết cao nơi đều lấy nước và xả thải nước trực tiếp vào sông Trường Giang, do đó dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường những năm gần đây thì đang báo động và do cái tính rủi ro trong môi trường nuôi trồng thủy sản còn cao hơn nhiệt đới thiên tai dịch bệnh biến của thị trường gây thiệt hại không nhỏ cho người dân.
xuất thấp do nguồn lực từ xe dần và gia tăng số lượng ngư dân và ngư cụ khai thác, đồng thời có vốn góp sông còn sông bị đánh chiếm môi trường thủy sản, ô nhiễm môi trường, khai thác đại dương và tiết kiệm. Theo cái việc mà tất cả số liệu thống kê từ các phòng công nghệ và phát triển truyền thông huyện Duy Xuyên, Tam Bình, Núi Thành và Phú Tam Kỳ, tình hình môi trường khai thác thủy sản của đồng sông Trường Giang năm 2011 và 2009 và 2010 là so sánh số liệu thống kê môi trường và khai thác thủy sản trên Trường Giang. Theo một số ngư cụ khai thác chính trong Trường Giang, về một số ngư cụ khai thác chính trong Trường Giang, theo một số về các địa phương và khai thác thực tế, khai thác tại chủ thủy sản Trường Giang bao gồm cả Trung Quốc, lưới đánh, lưới đào mò, ngoài ra còn là sử dụng điện để khai thác thủy sản. Và trong những năm gần đây, được người dân sử dụng ngày càng nhiều để khai thác đất mang về vận chuyển để tiết kiệm. Ngày càng gia tăng là số lượng dòng điện. Bên cạnh đó, người dân còn sử dụng lưới Trung Quốc, đây là một trong những cái nguồn cụ người dân sử phổ biến hơn thế nữa trong thủy sản. Thì vẫn Trường Giang với đặc điểm nguồn cụ này là cái lưới khoảng 40 mét, lưới cọ thủy sản có kích thước vừa và nhỏ đều có thể bị đánh mất, và người dân sử dụng cụ này đánh mất ở các vùng nước nông ra khỏi bên bờ sông, chủ yếu là các loại cá sống từng đáy. Tiếp theo là dưới dàn với cả một cố định một chỗ sử dụng của các khu vực lòng chảy yếu độ sâu khoảng từ 3 đến 7 mét để giữ chỉ phổ biến để khai thác hải sản của năm của Trường Giang, và dưới dàn với kích cỡ mức lớn từ nhỏ nên như là một cái ngư cụ khai thác đứng tận dưới các phần suy giảm nguồn lợi thủy sản. Ở đáy thì người dân sử dụng để đánh bắt thủy sản những nô đang chảy mạnh. Các lưới của đáy thường là có lưới thường nhỏ dưới 10 mm để đánh bắt thủy sản để đánh bắt. Về màu thì màu sáng dân sự phổ biến khi sông Trường Giang. Ngoài ra thì còn một số ngư cụ để sử dụng khai thác thủy sản đầm chài, đối với từng đáy, từng câu. Tuy nhiên thì những khu vực này để dân sự không nhiều trong Trường Giang. Và trên đây là toàn bộ nội dung mà mình chia sẻ rất nhiều. Bây giờ đây là kết thúc.